Xin chào các bạn, ngoài đam mê âm nhạc và các sản phẩm nhạc cụ thì mình còn là một tín đồ của công nghệ. Chính vì vậy mà mình rất là yêu thích các cái sản phẩm công nghệ mới. Và nhân vật chính mà mình sẽ review với các bạn trong video ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm công nghệ. Đó là một cục sạc dành cho máy tính hoặc là điện thoại đến từ thương hiệu của Rog Power. Và đây, hiện tại thì mình đang sử dụng một chiếc laptop business của Dell. Đây là một dòng laptop nó khá là mỏng nhẹ. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó khá là nhỏ gọn và mỏng nhẹ. Chính vì vậy cho nên là mỗi lần mà mình mang đi ấy, thì mình chỉ cần nhét vào cốp xe là mình cũng có thể mang đi được. Tuy nhiên thì mình là một người rất thích sự nhỏ gọn và sự gọn gàng. Đó. Và cái hiện tại thì cái đây là một cái cục sạc mà đi theo máy của chiếc Dell này. Đây là chiếc Dell XPS 7390 mà mình đang sử dụng. Và cục sạc của nó đi kèm thì nó sẽ là một cục sạc như thế này. Thì đây cũng là một cục sạc cũng rất là nhỏ rồi. Cái kích thước nó cũng khá là nhỏ và mình có thể cho vào trong lòng bàn tay. Tuy nhiên thì mỗi lần mình mang đi mang lại thì mình lại phải mang theo cả một cái sợi dây như thế này nữa. Tức là một cái sợi dây để cắm nguồn điện như thế này. Thì nó cũng khá là cồng kềnh. Và nếu mà cho vào một cái túi nhỏ thì nó sẽ hơi bất tiện. Đó. Thì cái sản phẩm mà mình muốn review với các bạn ngày hôm nay sẽ là một cục sạc. Và cái cục sạc này thì nó có điểm gì đặc biệt so với những cái cục sạc thông thường khác? Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trên tay mình, đây là cái cục sạc này nó rất là nhỏ gọn và nó hoàn toàn có thể sử dụng được cho các cái dòng laptop với cái công suất đầu ra của nó là khoảng 61W. Đó, trong một cái thân hình rất là nhỏ. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng xem cái kích thước của nó và có thể so sánh. Thì như các bạn có thể thấy thì cái kích thước của cái cục sạc này thì nó cũng chỉ ngang với một cái cục sạc của điện thoại mà thôi. Tại sao nó lại có thể nhỏ gọn như vậy mà nó có thể đạt được cái công suất lên đến 61W? Đó là bởi vì cái cục sạc của Rog Power này nó sử dụng cái công nghệ, một cái vật liệu mới. Đó là GaN. Cái vật liệu này dùng để thiết kế các cái dòng chip của dòng sạc ấy thì nó sẽ giúp tiết kiệm cái không gian. Thì cái diện, tức là diện tích để thiết kế cái cục sạc này nó sẽ chỉ bằng 50% so với một cái cục sạc của MacBook với cùng công suất là 61W như thế này. Có nghĩa là nó sẽ chỉ nhỏ bằng một nửa so với một cục sạc thông thường. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thông số của cái cục sạc này. Đầu tiên thì cái cục sạc này có cái công suất là 61W như các bạn có thể thấy. Thì với cái công suất tối đa 61W, tuy nhiên thì các cái thông số của cục sạc này thì nó có sử dụng một cái công nghệ sạc Quick Charge 3.0 với những cái điện áp đầu ra, như các bạn có thể nhìn thấy là điện áp là 5V này, tối đa là 3A, hoặc là nó có thể tự động điều chỉnh lên 9V với công suất max là 3A. Và với các cái dòng như là 12V 3A, 15V 3A và 20V 3A. Và cái công suất max nó có thể đạt được là 20,3V 3A. Như vậy chúng ta nhân lên thì có thể thấy được là cái công suất tối đa mà cục sạc này có thể đạt được là 61W. Và nó có thể tương thích với các cái chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3.0. Và nó có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh các bạn nhé. Đó, với cái công suất là khoảng 61W như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để sạc cục sạc này để sử dụng những cái sản phẩm như là điện thoại này, hay là những cái dòng laptop như cái chiếc laptop Dell XPS này của mình là nó sử dụng cái cục sạc 45W, thì nó hoàn toàn có thể sử dụng và sạc tốt cho cái chiếc laptop này, cũng như là nó cũng có thể sử dụng để sạc những cái chiếc MacBook Air hay là những chiếc MacBook Pro thông thường. Đó, thì với công suất 60W này thì vẫn có thể sử dụng được. Và cái kích thước của nó thì rất là nhỏ các bạn nhé. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cái cục sạc này để chúng ta tìm hiểu bên trong. Đây là cục sạc đến từ thương hiệu của Rog Power. Rog Power là một thương hiệu của Mỹ. Đó. Tuy nhiên thì sản phẩm này có lẽ là nó cũng chắc là sản xuất tại, mình nghĩ rằng nó sản xuất tại Trung Quốc thôi, mình đoán vậy. Bởi vì ở trên đây nó cũng có dòng cả chữ Trung Quốc nữa. Đó. Thì sở dĩ mình chọn cái thương hiệu Rog Power này ấy, là bởi vì mình cũng sử dụng máy ảnh và mình đã từng dùng những cái pin Rog Power dành cho máy ảnh ấy, hay là những cái như GoPro các thứ ấy, pin của GoPro ấy, thì những cái phụ kiện của Rog Power này mình đánh giá là nó rất là tốt, cái chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt và nó khá là bền. Chính vì vậy cho nên là mình đã quyết định là chọn mua cái cục sạc của Rog Power này. Đây, chúng ta sẽ cùng mở ra xem bên trong nhé. Cái hộp của nó khá là nhỏ các bạn ạ, chỉ bằng một cái cục sạc của iPhone thôi. Đây, sau khi mở ra thì chúng ta, nhân vật chính của chúng ta như thế này. Chúng ta có thêm một cái tờ giấy gì đó, giới thiệu, chắc là thông số kỹ thuật, có một vài thông tin sản phẩm. Như vậy là hết rồi, chúng ta chỉ có một cục sạc và một tờ giấy như thế này thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, cục sạc được bọc trong một cái tờ giấy bóng mềm, khá là mềm mịn nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, cục sạc của Rog Power này. Đấy, cảm giác khi mà mình cầm trên tay cái cục sạc này, nó thực sự là rất là chắc chắn các bạn. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đầm tay, rất là nặng và chắc chắn. Cảm giác nguyên khối như này cực kỳ thích. Mình cũng không rõ là nó là bằng cái chất liệu gì đâu, nhưng mà thực sự là mình thấy nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Khi mà sờ lên cảm giác nó hơi mềm mịn.
Đó, cảm giác rất là thích. Ở đây thì mình thấy là cái sự hoàn thiện của cái sản phẩm này rất là tốt, gần như là không có chi tiết thừa luôn. Đây, nó hoàn thiện rất là tốt luôn. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ này, đấy, nhìn rất là đẹp. Đây thực sự là một cái sản phẩm mình đánh giá là cái thiết kế của nó thực sự là cao cấp. Chúng ta sẽ có một cái cổng đầu ra là cổng Type-C với chuẩn cổng PD đây, các bạn có thể nhìn thấy này, Power Delivery, tức là cái chuẩn PD đấy, là chuẩn sạc nhanh. Đó. Thì cái chân sạc này thì nó là chân sạc dẹp chuẩn US, là chuẩn của Mỹ. Chúng ta có thể cắm, nó khá là nhỏ gọn, khi mà chúng ta sử dụng chúng ta có thể gấp vào. Đó. Nó rất là nhỏ các bạn ạ. Ở đây mình có một cái cục sạc của Xiaomi này, một cục sạc cho điện thoại, cùng một cục sạc có 18W thôi. Thì các bạn có thể so sánh đây, kích thước của nó này, nó khá là giống nhau. Đó, kích thước của nó rất là ngang nhau. Đó, cục Xiaomi thì nó hơi mỏng hơn một chút thôi, nhưng mà nó lại hơi to và vuông. Còn cái cục sạc Rapper này nó cũng có kích thước khá là tương đồng. Đấy. Tuy nhiên một cục sạc có 18W và một cục sạc có kích thước nhỏ như vậy nhưng lại có công suất là 61W, cực kỳ lớn các bạn ạ. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau test thử để xem là nó có sạc cho cái chiếc laptop này ok không các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ sạc thử cái cục sạc Rapper này cho chiếc laptop này để xem là cái tốc độ sạc của nó có nhanh không các bạn nhé. Đây, hiện tại cái chiếc laptop của mình là nó khoảng 15% thôi, pin của nó khoảng 15%. Thì mình sẽ sử dụng một cái dây, đây là một cái sợi dây đến từ thương hiệu Velasbot, một thương hiệu của Việt Nam, với chuẩn sạc có thể hỗ trợ tối đa lên đến 100W. Mình sẽ cắm thử nhé. Và mình sẽ cắm sạc thử xem là cái tốc độ sạc của cái cục sạc Rapper này nó có nhanh hay không. Đấy, mình vừa cắm xong thì máy tính đã nhận luôn, nó nhận sạc luôn, rất là nhanh. Và chúng ta cùng đợi thêm được 1-2 phút xem là cái pin của chúng ta nó có thể lên nhanh được hay không nhé. Mình nghĩ rằng là với công suất 61W nó rất là cao. Thì so với một cái cục sạc đi theo máy của Dell thì nó chỉ có 45W thôi. Thì mình nghĩ rằng cái dòng sạc của nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh hơn so với cục sạc đi theo máy của Dell đấy. Từ nãy giờ mình có theo dõi thì mình sạc được khoảng tầm 4 phút rồi. Thì cái pin của mình, tức là mình sạc từ lúc 12:07, bây giờ là 12:11 thì nó được khoảng 4 phút. Thì cái pin của mình được từ 15% cho đến nó tăng lên đến 19%, tức là nó tăng cũng lên được 4%. Như vậy là trung bình của nó mỗi 1 phút nó có thể sạc lên được 1%. Như vậy thì cái tốc độ của nó sạc của nó khá là nhanh. Thì nếu mà mình tính ra thì mình chỉ cần sạc khoảng độ 100 phút, tức là một tiếng 40 phút là có thể sạc đầy cho chiếc laptop XPS 7390 này rồi. Thì cái tốc độ sạc này mình thấy nó cũng khá là ấn tượng và nó cũng không hề thua kém, không hề thua kém cái sạc theo máy, thậm chí là nó có phần nhỉnh hơn các bạn ạ. So với một cái cục sạc đi theo máy của Dell thì với một cái cục sạc mà nó rất nhỏ bé như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, nó chỉ bằng với một cái cục sạc của điện thoại thôi. Nó rất là nhỏ gọn thì các bạn có thể nhét vào túi quần hoặc là cho vào trong cái túi. Nó rất là nhỏ gọn để các bạn mang đi mang lại. Thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm công nghệ mà chúng ta đáng để chúng ta có thể đầu tư để trải nghiệm. Mình thấy rất là thú vị. Và nó rất nhỏ gọn để tiện lợi cho mình. Mình rất là thích cái cục sạc này các bạn ạ. Để mình có thể mang đi mang lại. Mình cũng là một người hay thường xuyên mang máy tính đi. Và với việc có thêm một cái cục sạc nhỏ gọn như này thì mình sẽ không phải mang theo một cái cục sạc rất là to của theo máy nữa. Đó, thì mình nghĩ là đối với các bạn mà có những cái dòng mà laptop mà sử dụng cổng sạc Type-C ấy, thì hoàn toàn có thể đầu tư thêm cái cục sạc này để có thể mang đi mang lại, nó rất là tiện dụng. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.